Cận cảnh quán cà phê gây tranh cãi vì không nhận khách dưới 12 tuổi. Treo biển không tiếp ở cổng, khách vẫn ghé đều. Trong thời gian gần đây, thông tin về việc một quán cà phê ở Đà Nẵng ra thông báo không tiếp các vị khách dưới 12 tuổi vì lý do không có không gian riêng cho trẻ em vui chơi. Sợ tiếng ré, tiếng khóc của trẻ làm ảnh hưởng đến các vị khách khác đã khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao. Rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Người đồng tình, kẻ phản đối với đủ mọi quan điểm khác nhau. Ghé quán cà phê này vào buổi tối sau một ngày trở thành tâm điểm mạng xã hội, càng thấy được sự dứt khoát trong việc đưa ra quyết định không tiếp các vị khách nhỏ tuổi của chủ quán. Bởi ngay từ cổng vào, khách đến quán sẽ thấy một tấm biển ghi rõ ràng, không tiếp trẻ em dưới 12 tuổi. Quán cà phê này nằm ở gần một khu đô thị mới, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 5 km. Quán có không gian mở với khá nhiều cây cối, có trang trí thêm cây thông cho hợp với không khí Giáng sinh đang tới gần. Vị khách HNT, người đang có mặt tại quán nhận xét rằng, so với rất nhiều quán cà phê khác ở Đà Nẵng, quán cà phê này không phải quá đặc sắc. Với không gian này, họ đến đây vì muốn có một nơi ngồi thư giãn, nghỉ ngơi hoặc hàn huyên với bạn bè. Sau một ngày trở thành tâm điểm mạng xã hội, có thể thấy các vị khách vẫn ghé tới quán đều đều, dù không quá đông nhưng cũng không phải là vắng vẻ. Một số người rất đồng tình với quyết định dứt khoát của quán cà phê tại Đà Nẵng này, dù chính quán cũng đang vấp phải sự phản đối của một số người. Đây là chủ đề không quá mới, dù vậy nó vẫn luôn gây ra tranh cãi, thậm chí khó đi đến hồi kết. Hiện tại, chủ đề về quán cà phê này cũng như câu chuyện có nên đưa trẻ em tới quán cà phê hay không vẫn đang thu hút rất nhiều lượt bình luận trên mạng xã hội. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.